Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ mở cái xe đẩy đồ chơi nha. Mình sẽ cho các bạn coi. Đây, giờ mình sẽ lấy ra nha. Nó to quá ha các bạn. Xinh quá các bạn. Sẽ mở ra nha. Rồi ra mình lá nè. Hỏi thứ ơi. Các bạn ơi. Đã trễ giờ mất rồi. Đã trễ giờ đồng hồ rồi. Đã trễ giờ đồng hồ. Thì chúng ta phải về mau nha. Thôi ba mẹ mong chờ nhé. Rồi anh em ơi, mình sẽ mở tiếp. Bye bye.